Các vận động viên trường đoàn chú ý vui lòng xem theo dõi lịch thi đấu và chuẩn bị lắp ráp cho vận động viên của mình trước hai trận để đảm bảo thời gian thi đấu trong buổi chiều hôm nay. Xin cảm ơn. Mình cũng chưa làm được tí đã đi rồi. Cái con nó không thể chờ đấy. Mày coi cái. Đứng nhìn từ đây. Ngồi. Móc quá tay trái thôi. Quẩy. Quả đấy đá có chú á. Sứt mồi. Chờ đi đâu cũng theo trận đấu số 42, Hà Tân 51 kg. Vâng, và đối đó Tiến Đông đang theo chuẩn bị trận thi đấu số 43, Hà Tân 48 kg nữ. Phương Anh Kim Thành giá đỏ. Phương Trừ Quỳnh Võ giá xanh chuẩn bị trận thi đấu số 44. Sao? Tướng quan giờ bị ngã này. Cứ quay người ta chịu thương. Ngắt đoạn. Thank you.
Nội dung trao giải tiếp theo, đối kháng nam, kháng 51kg, lứa tuổi 2, Tiến Đông Nam Phong, Huy Sông Đồng, Tuấn Đạt, xin lỗi Tấn Đạt, Quý Võ, Huy Sông Bạc, Bá Đức, Thành Đông, Huy Sông Vàng, mời các vận động viên chuẩn bị. Đúng hay là sai?